An đã có mặt tại khu thiếu nhi Hà Nội để tổ chức sự kiện dọn nhà sạch, nhận quà xanh. Xã hội ngày càng phát triển, vấn đề môi trường ngày càng trở nên quan trọng hơn, nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống và sức khỏe con người. Một trong những loại rác gây ô nhiễm môi trường nhất chính là pin. Là vật dụng thiết yếu của đời sống hiện đại, chúng ta sử dụng pin cho hầu hết các vật dụng điện trong nhà, nhưng nhiều người lại không biết rằng pin vô cùng độc hại với môi trường và sức khỏe con người nếu không được sử dụng đúng cách. Mọi người đừng có thói quen vứt pin ra qua sử dụng vào thùng rác, điều đó thật nguy hiểm. Trong pin có các loại hóa chất cực độc như đồng, chì, thủy ngân. 5 năm rồi, năm nào Linh Đan cũng cùng chị gái là Thanh Bình đi thu gom pin đã qua sử dụng. Các bạn hãy cùng Linh Đan thu gom pin để bảo vệ môi trường nhé. Vì vậy, hãy để thế hệ mai sau của chúng ta được sống một cuộc sống yên bình,